Xin chào mọi người, ban giám khảo có mặt ở đây buổi tối ngày hôm nay ạ. Em tên là Lương Gia Tài, hiện đang học ở trường Đại học Sài Gòn, năm nhất. Bạn học cái ngành gì á? Dạ, ngành sư phạm âm nhạc. Sư phạm âm nhạc, vậy bạn là một giáo viên âm nhạc. Ôi, một giáo viên âm nhạc đến với cuộc thi tiếng hát tượng. Ôi, chắc có vẻ hay đó. Trong lúc mà ban nhạc chúng tôi đang chuẩn bị, rồi xong rồi, ok được chưa? Phòng máy giúp tôi đã bắt đầu chuẩn bị xong, mời bạn giới thiệu bài hát của bạn, mà sáng là hát gì đi. Anh xin gửi đến ca khúc Tình Yêu Màu Nắng nha. Trời đất ơi, Tình Yêu Màu Nắng, bài đó của nữ mà. Đừng nói bài độc đáo luôn nha, quả ba đạo cho từ hạt gạo. Bây giờ chúng ta xong chưa hả, ban tổ chức? Vỗ tay các bạn ơi. Lớn lắm chứ bao giờ.